Đấy, bây giờ mình sẽ quay một vòng cho anh em xem nhá. Đấy. Vâng, đấy, tuyệt vời chưa? Hello, chào cả bạn nha. Ok, thì cuối cùng mình đến ngày mình đi mua X rồi. X cho tôi là bây giờ thì mình với lại bố mình với lại chú nhờ tuổi mua hộ ấy. Thì mình sẽ đi vào mua xe thôi. Đó. Ok các bạn ơi, đấy bây giờ là vừa đi qua cầu xong. Đấy, trên đường đi này. Yeah. Ok bạn ơi, đó thì bây giờ mình đang ở quán quán xe rồi này. Đây là kia X này. Đó. Đây không thấy trưng bày. Con này là con đen đỏ này. Mày thích mua cái nào mua. Bố cho mày hết đó. Trắng đỏ. Đây là con này trắng đỏ. Con này là màu xanh GP này. Đây anh em nhìn đây. Nhìn con này nhìn giống đầu siêu nhân nhỉ. Thì ở hai cái mắt này giống hai cái con mắt của thần ruồi này. Đó. Con này là con gì đây, mình không tìm hiểu xe lắm. Lấy luôn bây giờ gì? Vâng. Không, con ấy đầu em nhìn ấy cảm giác mọi người thích nhưng mà em không thích. Hôm trước chị bán em bao nhiêu nhỉ? 49.500.000. Hả? Ra xem con này là Lead. Trong kia, con kia là con Vision. Trong kia nó còn có cả Way nữa. Thôi. Riêng con đen bò em chỉ cần làm những cái thứ này thôi, không cần phải làm cái gì thôi. Đây là tổng ạ, dán này. Chưa, đây là đây chỉ làm cái tổng 4312 51 triệu, trọng khoảng độ 52 triệu 800 xong. 52 triệu 800. Em làm vào bọn chị làm bảo hành cho à? Đến xe bọn chị đi đây, bọn chị còn làm chống trộm đây này, em ra đây. À đây, cái chống trộm để sẵn rồi đây. Em này. Cái này thì cần được kích điện vào cái là nó đi được ngay đây nhỉ em. Đấy, phải chống trộm cho chị lắp này. Cái này có mà em để xe kia chỉ cũng mang ô xe này khiêng lên ô tô, may ra mà ăn cắp được. Cái con X này là nó chưa có chìa khóa như con SH này. Đây con SH này nhỉ, chị đi ra. À con chìa khóa vặn đây hả? Chìa khóa vặn này thì cũng mà chả có cái gì lấy được cả. Em hiểu không? Em phải lắp hệ thống chống trộm mà bọn chị làm cho em bảo hành xe, cùng xe luôn. Bảo hành cùng mấy cái xe X của em ấy. Chứ còn em đi lắp bên ngoài nhá, người ta không học về nguyên lý điện. Người ta lắp nó bị cháy IC là chuyện bình thường, cháy bóng là chuyện bình thường. Nhớ đâu mà... Chị làm bảo hành cho em cơ mà. Có khi nào mà tự dưng nó kêu không? Không bao giờ tự nhiên nó kêu. Phải có người kích điện vào cái xe của em thì nó mới kêu. À. Đúng không? Ra xem cái xe của mình một chút xem nào. Cái xe gem gem Việt ấy bây giờ nó đứt cái đuôi rồi. Thay đuôi hay là hả? Xe gem Việt ấy. Ồ, con này cái đuôi ở cái khung sườn ấy. Nó bị dập rồi. Sườn á? Rồi là cái khung. Con này ở mâm nó có cái đường đỏ này. Đâu ngoài nó không làm gì. Quán mới ông ăn gì. Đây, xe của mình đây nha anh em.
Tuyệt vời luôn. Ở đây có dòng chữ này. Gì? Lim. Mình không đọc giỏi cái này. Edison. Cái này nó bằng đúc à? Mình đúc. Xăm này xăm mốt đúc à? Vâng. Hay xăm? Đúc cùng với luôn. Con này thì tao đùa thế nào được mày? Đấy, nhìn mày bộ phận mày móc này. Cái số khung của nó đâu anh nhỉ? Đây ạ. Đây số khung này. Để chút em thử kiểm tra xem. Em nhìn này. Đấy. Mặc đẹp luôn. Anh ấy đang lắp ở dưới này. Đấy, anh đang đi dây. Đây là cái chống xước. Quan như quý vị nhiều con điện vào nhà quý cái cửa nhà vàng nhưng mà không nên làm được, không ai nghe. Cái đoạn này sao nhìn nó kiểu dấu vân dấu tay đấy anh nhỉ? Đi mấy hôm tự, 3 hôm tự là hết. À. 3 hôm mới trở về màu như này luôn. Để nhìn nó trườn trườn kiểu hơ, dấu tay. Dấu hơ ấy. Ảnh cũng lâu phết ấy. Anh bảo là cái đoạn này là mình thấy có những cái vết này, nhưng mà anh bảo là đi độ 2-3 ngày nó sẽ hết. Đó, hy vọng là thế. Đó, đây anh em thấy không? Những cái vết mà nó cứ kiểu sọc sọc này này. Đây là anh ấy dán xong bên này rồi. Dán xong bên này. Anh em bây giờ thì mình sẽ ra hỏi rằng tổng số tiền mình sẽ phải trả là bao nhiêu nhá. Chị ơi, cho em hỏi là sau khi mà làm tất cả thì số tiền phải trả là bao nhiêu nhỉ? Đợi chị tí. Tính giúp em vậy, cửa hàng này. Số khung này. Đăng ký là biển số. Cả tất luôn nha. 52.800.000. Mặc số luôn. Trả ở đây, khi nào mà lợi nhận được biển thì mình sẽ thanh toán luôn số này. Hay đến ngày 22 tháng 11. Hôm nay ngày mùng 7. Thế là còn hơn tuần nữa, 2 tuần. Ok, đấy, mua rồi nha. Chút nữa mình về mình sẽ quay toàn cảnh nha. Bây giờ thì mình sẽ cưỡi lên xe rồi đi. Đấy, đây, con xe của mình nha. Đây, bố này. Đây. Đấy. Anh em thấy chưa, cảm giác rất là phê. Cảm giác mắc phê luôn. Bố mình bị để đằng sau rồi. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Ok các bạn ơi. Đó. Thì cuối cùng thì xe cũng về với chủ của nó rồi. Thì đây con xe của mình đây nha. Đấy. Thì mình đã tiến hành mua xong rồi. Cảm giác rất là phê anh em ạ. Khi mà được ngồi lên con xe của mình và bóp côn, thả côn, vặn ga, cảm giác rất là phê. Đó. Và cái bầu này mình rất là thích. Đó. Ok thì cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video này của mình nha. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh. Và chia sẻ video nếu thấy hay. Ok. Bye bye.